Hello mọi người, mình đến từ shop Vua Đèn LED. Thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn sử dụng dây LED Fairylight này ở bên mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào camera đối với ứng dụng iOS để quét mã QR của nó. Thì sẽ hiện lên một cái app là cái app LED Lamp. Đối với bên Android thì các bạn sẽ dùng mã phần mềm mã quét QR hay các thứ. Thì các bạn ấn tải về. Đó, tải cái app LED Lamp này về. Thì đối với cái dây Fairylight này thì các bạn sử dụng cho mình là cổng USB nhá. Các bạn có thể cắm vào máy tính này rồi là sạc các thứ, miễn là cổng USB được. Thì ở đây mình sẽ cắm vào cổng máy tính. Ok, sau khi cắm vào cổng của máy tính thì nó sẽ sáng như này. Nói chung là đèn rất là sáng. Vì đèn Fairylight này là cái đèn 16 triệu màu với mỗi một cái mắt đèn nó cực kỳ lớn luôn. Nó gồm 3 dây điện liền, 3 dây điện liền nên nó cực kỳ sáng hơn đối với những cái đèn bình thường nha. Thì chúng ta đợi chút để tải được cái app LED Lamp này về. Ok, sau khi chúng ta tải xong thì chúng ta sẽ ấn mở. Mở ở đây thì nó sẽ vào một cái app LED Lamp đây. Nó sẽ bảo là cho phép ứng dụng không thì các bạn cứ ok hết, cho phép hết nha. Bởi vì cái app này rất là tiện thôi chứ nó không có gì cả. Và ấn vào trải nghiệm ngay. Sau khi hoàn thành các bước này xong, việc đầu tiên của chúng ta là mở Bluetooth của máy lên. Ở đây thì máy mình mở sẵn rồi, nếu mà các bạn chưa mở thì các bạn hãy mở Bluetooth máy của mình lên. Ok, sau khi mở lên xong thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng ở góc bên trên bên phải của cái app này. Thì nó sẽ hiện ra LED blur, chúng ta không dùng cái này nha. Và chúng ta sẽ ấn vào cái dial RGB này và ấn vào cái LED DMX01. Các bạn nhớ cho mình nha, LED DMX01. Ấn vào đây thì nó sẽ nói là LED Lamp muốn sử dụng Bluetooth thì chúng ta sẽ ấn OK nốt. Và ở đây thì chúng ta đã hiện số 1 đây rồi. Nếu mà các bạn chưa hiện số 1 thì các bạn sẽ ấn vào đây và ấn vào cái dấu reload này để nó hiện số 1 là đã kết nối. Và nếu mà đã kết nối xong thì chúng ta có thể xoay và chỉnh màu được cái dây LED này. Ok, khi chúng ta kết nối xong thì chúng ta có thể chỉnh được bảng màu RGB ở đây. Đó, nó sẽ là có tận 16 triệu màu liền. Và ngoài ra có các phần như kiểu là phần chế độ. Thì ở phần chế độ này chúng ta ấn chọn vừa một chế độ đi. Đó, các bạn thấy không? Nó đuổi rất là đẹp, rất thích hợp với cả cây thông, cây đào, cây quất ngày Tết. Thì cái dây này chúng ta có thể tái sử dụng được nhiều lần nha. Và có thể là chỉnh được cả tốc độ. Đấy, các bạn đang thấy nó hơi chậm chậm thì các bạn chỉnh cái tốc độ này lên thì nó sẽ nhanh lên. Đó. Và các bạn lưu ý cái này, dây này có 210 chế độ cực kỳ đẹp, phù hợp với tất cả các mọi người. Nói chung là chạy đủ màu RGB luôn. Đó, từ trên dưới, từ dưới lên trên. Ngoài ra chúng ta có phần tùy chỉnh nữa. Thì ở phần tùy chỉnh này chúng ta có thể tự chỉnh được các chế độ này của riêng mình. Đó, các bạn có thể tự mix được cái chế độ này của riêng mình và lưu vào. Và lúc nào các bạn thích thì các bạn có thể tự bật lên. Tiếp theo đó là phần âm nhạc. Âm nhạc ở đây thì chắc chắn là dây này có thể nháy theo nhạc rồi. Thì ở đây mình đã tải một bài hát của Blackpink về ở trong cái máy của mình và chúng ta có thể bật được bài hát đó, và cây thông nó sẽ tự động nhảy theo bài hát nha. Đó, các bạn thấy không, nó tự bắt theo bài hát. Ngoài ra bạn ấn vào giữa đây nó sẽ nhảy ra các chế độ của bài, các chế độ của dây LED có thể nhảy theo bài hát đó. Đấy, ngoài ra nữa thì ở đây chúng ta có thể tải được như kiểu là hẹn giờ, cài đặt được hẹn giờ này, rồi là voi này, rồi là lắc có thể chuyển màu này, và còn rất là nhiều chế độ khác nữa. Thì mong các bạn có trải nghiệm tốt với cả sản phẩm bên Vua Đèn LED nha. Cảm ơn các bạn.